Một đường dây sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn vừa bị ngành chức năng tỉnh An Giang triệt phá. Phóng viên Quỳnh Tâm trực tiếp tìm hiểu vụ việc sẽ thông tin chi tiết tới quý khán giả. Ở đây là lô thuốc bảo vệ thực vật giả vừa bị lực lượng công an thành phố Long Xuyên phát hiện và thu giữ. Điều đáng nói là hoạt động sản xuất lô hàng giả này được tổ chức và khá tinh vi. Tang vật thu được gồm 227 chai, 569 gói thuốc bảo vệ thực vật giả cùng nhiều dụng cụ khác do 3 đối tượng tại tỉnh An Giang trực tiếp sản xuất. Ngành chức năng đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Đạt, Cao Thanh Tùng và Nguyễn Thành Thái. Trong đó, Đạt được cho là đối tượng cầm đầu. Để qua mặt ngành chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm sản xuất, chia nhỏ các lô hàng và có nhiều cách thức buôn bán tinh vi trên mạng xã hội và trực tiếp. Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. Việc khởi tố hình sự bắt giam các đối tượng là một trong những giải pháp mạnh để có thể ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn sản xuất vật tư nông nghiệp giả kém chất lượng hiện nay.